Rồi video này lại chào các bác nha. Video này thông báo các bác là có một chiếc Kubota L200. Mấy hôm trước có hai chiếc thì giờ em bán đi một chiếc rồi. Thì giờ đang còn một chiếc nữa. Chiếc này cực kỳ đẹp luôn, đẹp hơn chiếc kia nha. Nhưng so ra đẹp hơn chiếc kia nhiều. Các bác coi giờ qua, chiếc này một cầu. Giá rẻ, giá cực rẻ luôn. Thì em thông báo để các bác biết có chiếc Kubota đời này. Đó, đèn đóm đồ đầy đủ hết á. VIP luôn, xe bãi nha. Đèn này. Đó, rất đẹp nha. Xe còn cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ok. Kubota. Lốp trước mới luôn, chưa nứt. Lốp sau còn nguyên luôn, chưa việc gì. Thì các bác mua thì bao các bác ráp đầy đủ hết. Có nghĩa là ráp in rồi thôi chứ không phải là ráp sới. Nhiều bác được cứ đòi như này như kia, tiền ít mà cứ đòi cả sới cả đồ của người ta, em sao có giá đó được. Coi cho kỹ càng, được thì em bán cho luôn. Chiếc này em báo giá luôn cho các bác là do chiếc này nó không có bình nên em sẽ không test lên cho các bác coi. Nhưng mà ok, bên em bảo đảm cho các bác luôn, do nó không có bình, em cũng nói rõ một số xe nó không có bình thì em không test lên được. Chứ không phải là cái xe nào cũng trang bị bình đồ đầy đủ. Đây các bác coi cái hộp bình nó đây này. Nó không có bình thì em không thể test. Mà nó vậy thôi, đơn giản. Chứ còn các bác cái chuyển tiền thì em muốn em test cỡ nào em test. Đây, tem thông số của nó. Các bác coi cho kỹ càng nha. Được thì em bán luôn cho nhanh. Em thì mua bán nhanh lắm. Em thì mua bán nhanh gọn nhẹ, chứ không có lèng ngang. Cái xe đẹp thì nó là nó đẹp cổ. Nó đẹp theo kiểu cổ. Bô này sơn lại rồi. Đó, bọn em cũng phải dọn dẹp qua hết để cho nó đẹp đẽ để còn mua bán. Chứ còn xe thì xe bãi. Bao các bác là xe bãi. Máy móc đây, đồ cổ nên máy nó rất là đơn giản, nó chỉ có giày thôi, phù hợp cho các bác ít tiền và làm những công việc nhẹ nhàng bình thường. Bởi vì tiền nào thì của nấy, đồ nó so ra còn lì hơn những đời mới nhiều nha. Thì thông báo rõ luôn các bác là có chiếc này đang muốn bán. Các bác mua thì em gửi y xì dày, 4 cái lốp chưa nứt nẻ chứ gì cả. Đó, phải nói rõ là lốp như mới luôn. Lốp mới luôn mà. Thông số lốp là 400-15. Thông số lốp sau là gì đây? 8.3. 8.3-24 nha. Mâm mà là bọn em đã sơn dọn lại. Đó, phải nói rõ ra vậy. Chứ còn xe thì còn đẹp thì nói là đẹp. Kubota L200. Rồi, có bác nào muốn mua thì alo lại em nha. Rồi, chiếc xe này em bao cho bình mới mọi cái. Đó, bài bản. Rồi, bác nào mua máy sới bán luôn máy sới dầu đây luôn. Cũng bán luôn. Nhưng mà động cơ dầu nên là nó khá đắt tiền đó. Rồi bây giờ em chiết thời gian ra em làm qua. Bởi vì nó cũng không test được nên là em sẽ không test được nhiều. Chỉ biết là các bác mà mua thì alo trực tiếp rồi em bán cho. Còn chiếc Kubota này B6000 đây. Các bác thấy rồi đó. Cũng mua bán là được, em bán luôn cho. Cho nhanh. Trước đây thì em có một video em nói riêng về nó đó. Thì chiếc đây 18 củ bốc ở đây luôn.
Được là em bán luôn. Rồi các bác mà muốn mua xe nâng có luôn, không thiếu. Xe nâng Toyota nha, cũng bán luôn. Máy sới được thì giải quyết cho nhanh. Bên kia đang về một con Mitsubishi 2801 rất là đẹp nữa. Em thông báo rõ rồi đó, bác nào nhanh tay thì cố gắng, chứ cũng chẳng biết nói sao. Hai con Kubota. Hai con nha. Thì các bác mà mua thì cố gắng liên lạc lại với em rồi em bán cho. Rồi cảm ơn các bác coi video của em.